Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel nha. Hôm nay mình sẽ chơi trận game Among Us thì Among US. Tại em á. Đúng tại em mà. Anh tặng một chuỗi là rồi. Hồi trước đấy ạ, đấy là hồi trước. Đấy. Đấy, một chuỗi điện, điện sớm quá, điện muộn muộn vừa giờ đấy nhé. Đó lát nè. Ừ, gọi điện cho đứa khác điện hộ. Còn đấy thì cụ điện điện. Ui, có sách chết rồi. Bàn đài. Nó cũng muốn điện mà tại anh nhập trai chứ. Kuman à, nó bảo đang bảo là thằng này nha. Ok, mình sẽ vote nó luôn. Vote Karen Auja Savanika Zabata Kana hiya Kana. Ok, còn mọi em bắt ta biết nói gì nhưng mà nói thèm. Em mà đẹp trai em không phải bù anh. Đã thấy mai thì tạm đi khác có không phải đẹp trai lắm thì ta xấu trai nhưng mà wow. Chào mọi người đâu hết cả rồi. Đây có cái đường dây điện này, nó dây điện. Ok. Sang à. Ok, chúng phòng camera. Check camera nha. Vàng ha. Ok, bị mất điện rồi. Ok. Màu vàng này. Xanh này, màu hồng này. Màu hồng đưa ra khỏi phần của mình nha. Màu tím. Azami. Không. Nhảy ven từ phòng rút mi bình
Rồi, chúng ta không chơi game này nữa, coi game Grannie đi. Chướng khó chịu nhỉ, sợ muốn đi nghỉ quá ta. Bởi vì chúc cái đĩa thương anh rồi. Mãi sau mình nó tạm dùng cáp tai pick ra HDMI nào để like. À, em có cách gì cả rồi. Ui giời, bạn nhanh thế rồi. Chưa lên mở cửa cho mình. Nấu cơm em. Em ở với anh em. Em xin lỗi anh này. Xin lỗi đàng hoàng. Có vẻ em. Không, xin lỗi như mọi khi anh phải xin lỗi em ấy.
anh. Nó đàng hoàng mà không phải em nói như mọi khi anh xin lỗi em ấy, mọi khi anh như nào em phải như thế, nhưng mà em không thôi, em cứ ngồi đây em xin lỗi cả ngày đâu, nhiều xin lỗi đúng đâu, không đúng cái gì. Nói kiểu kỳ cợt, cợt nhà nhỉ. Không thấy sự chân thành đấy. Nói to lên, to lên. Nhanh. Nói đàng hoàng lại. Chúng ta chuyển qua game tiếp theo nha. Nói đàng hoàng lại. Nói đàng hoàng lại. Anh yêu em. Nhanh. Chả nghe rõ gì cả. Nói đàng hoàng mà. Nói kiểu như muốn cả thế giới biết xem nào. Đàng hoàng mấy đàng hoàng, em mới đàng hoàng nó một phát xong nhưng em cũng phải nói nhiều luôn rồi. Ok đấy, cũng phải nhanh không? Chơi nguyên giàn chơi nào. Dạ. Tiếp tục chơi à. Búa. À. Rồi, mở cửa.
à dạ chờ đó luôn. Tiếp tục ngày thứ hai. Ngồi đi nào. Đi nào. Ôi giời ơi. Ngoài bị bắt à? Chơi trò này đây. Nào. Nhiều. Đi nào. Rồi, rút cái này đi. Rồi, nó mở cửa nha. Đi nào. Xem nào. Ôi. Đi nào, đứng dậy nào. Mở cửa. Bước vào đây. Xong rồi. Đi ngay sau nữa nha. Đi thôi. Tìm cái búa. Đang dí cho mình. Trong tù này. À, ngất luôn. Rồi đây. New game. Đội nào? Fake. À, map open 2 cái gì map này đây map hung nó chẳng mày tìm rồi đặt câu rồi vào mùa lính rồi ok ok xong rồi thu hoạch cái này cây. Okay.
Dù hết. Ok. Để nhói ngôi làng này. Ngôi làng của chúng ta à? Đến ngôi làng này. Khai thác mỏ này nha. Khai thác mỏ. Ui, gần 8 ngôi sao các bạn. Chiến nào. Dùng cái này. Mỏ quặng này. Chả hỏi chúng ta qua game chốt Covid đi. Đấy, chân quất thay đồ. Thay 1. Rồi, ok. Dọa này, sợ luôn. Tiếp tục. Đây này. Đây, khách này. Đây, còn bấm làm gì không? Tiếp tục. Uống nước ạ. Tiểu vào thằng này. Có chết. Tiếp tục nữa. Ôi, bắt nó. À, tháo cái này ra. Tiếp tục. Rồi. 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 Xong luôn. Vừa đái quá. Đấy, anh sói luôn. Tiểu cho nó thấy. Wow. Wow. Tiếp tục. Sao ôi cuối cùng em thủ thành cái này bắt đầu. Càng đông càng vui, càng đông càng vui. Ok, chúng ta bán cái này đi. Rồi, nó lắp cái này vào đây. Nó quay người lại. Ok, chúng ta sẽ lại tiếp tục bán cái này đi. Lắp cái này vào đây, cho quay ngược lại. Ok, sẽ thay súng lửa vào đây nha. Hạt gạo. Chết rồi.
Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.